Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 23 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng tỷ kiên chiếu mệnh làm cho mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tý không mấy hài hòa trong ngày này khi sự cạnh tranh nội bộ ngày một căng thẳng hơn chính là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng đánh mất lý trí để rồi đưa ra các quyết định sai lầm khiến cho mọi nỗ lực của bạn đổ sông đổ bể trong chốc lát. Ngày này bạn tuổi tí lại đang gặp ngũ hành thủy khắc hỏa, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Những hiểu lầm khiến giữa hai người luôn có một bức tường rào ngăn cách khó xóa mờ. Lúc này, chỉ có trò chuyện thẳng thắn mới có thể hóa giải được tất thảy mà thôi. Ngày này là ngày 20 tháng 11 âm lịch theo Khổng Minh được xem là ngày tốt phù hợp với khai trương, xuất hành cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh nên sắp xếp thời gian để tiến hành công việc được thuận lợi, nếu xuất hành nên chọn những hướng tốt như Hỷ thần, hướng Tây Bắc hoặc Tài thần hướng Đông Nam để gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Dù có muốn đi tìm bè bạn hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng hoặc không gặp mặt. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình. Có tin tức ở xa, tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Đi xa bất lợi, làm gì cũng gặp trở ngại, công việc này sinh các vấn đề ngoài dự tính cần phải giải quyết nhanh chóng. Giao thiệp với phái nữ bất lợi, có tin tức không tốt cho thân nhân ở xa, hao tốn về xe cộ, máy móc, tài lộc kém. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự thay đổi về việc làm cũng như tình cảm không nên trần chờ khi cơ hội đến, mọi việc nên tiến hành. Nếu có sự đề nghị hồn hạp hoặc mời tham gia thì nên chấp nhận. Tình cảm tốt, có hỷ sự, có tin xa, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội. Sẽ có tin vui, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt, kết bạn, đính ước, tiệc tùng, cuộc vui. Tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc vận mạng, gia đạo hanh thông và hòa thuận, hoặc nhà có tin vui, tiệc tùng, đình đám, có khách đến. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng, và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng, cục diện ngũ hành sửu tỵ bán hợp sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước khá nhiều. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp cấp trên trở nên khá hài hòa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi sửu sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn cần phải đề phòng với những kẻ xấu bụng luôn ghen tị với những thành tích mà bạn có được. Chỉ cần bạn lộ ra bất cứ sơ hở nào, kẻ tiểu nhân chắc chắn sẽ nhắm vào đó chỉ nhằm để hạ bệ bạn mà thôi. Trong ngày này lại đang gặp được ngày hỏa sinh cho thổ vượng, các cặp đôi có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Dù luôn bận rộn với công việc nhưng nay cả hai đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi có được để ở bên nhau, cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Đôi bên chính là chỗ dựa của nhau trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt dễ đem đến sự phiền toái. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên cũng nên dè chừng những nguồn tin e rằng sự xấu còn hơn ngày dễ gặp những chuyện bực mình hoặc nghe tin bất lợi cho mình hoặc của người thân bè bạn hao tốn về mua sắm quà tặng thăm hỏi tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên nản trí khi phải gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình cần phải vươn lên hoặc tỏ bày ý kiến lập trường của mình cho mọi người biết sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc chỉ có tin lời hứa hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc cá nhân Chuyện tình cảm không nên mong cầu, không tốt, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Kỳ Sửu thuộc mệnh Hỏa. Tính toán nhiều quá thì dễ sai lầm, hoặc hấp tấp trong công việc thì gặp nhiều rủi ro, lỡ bước. Không nên để hoàn cảnh gây áp lực đối với mình, ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, chỉ thuận lợi cho việc chỉnh đốn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ làm việc gì cũng không nên hấp tấp vì sự việc luôn luôn đến hai lần. Ngày có nhiều bất an, lo toan, có tin buồn, đình đám, có sự tổn hại hoặc không được như ý về bếp núc ăn uống. Cần phải dè dặt khi có lời qua tiếng lại với người trên vì họ đang có chuyện buồn hoặc bị hao tốn. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều không tốt, chớ nên tìm kiếm bảy vẽ thêm chỉ mang lại nhiều rắc rối, u sầu. Có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình về người thân không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mít lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an, hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi dần Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cho thấy, trong ngày do chịu ảnh hưởng của cục diện ngủ hành tứ hành xung dần thân tỵ hợi gây hại, điều này làm cho bạn tuổi dần gặp phải không ít rắc rối trong ngày này những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua có thể chỉ vì một bước đi sai lầm mà tan thành mây khói lại thêm trong ngày thứ năm này đang gặp thương quan giáng mệnh không chỉ công việc mà chuyện kinh doanh làm ăn buôn bán của bạn cũng phải chịu những thiệt hại không hề nhỏ nếu bạn không tỉnh táo và sáng suốt hơn trong các quyết định của mình thì chuyện thất thoát tiền bạc trong thời điểm này là điều khó tránh khỏi may mắn là vận trình tình duyên của bản mệnh tuổi dần trong ngày này lại có khá nhiều khởi sắc khi trong ngày đang có ngũ hành mộc sinh hỏa Người độc thân đừng vội từ chối những lời mời gặp gỡ, đây có thể là cơ hội tốt bạn tìm được một nửa dành cho mình đó. Hãy mở cửa trái tim và đón nhận những trải nghiệm vô cùng mới mẻ này nhé. Tử Vi tuổi Giáp dần thuộc mệnh Thủy. Ngày chỉ nên giải quyết những công việc đã có sự đáo hạn, đến hẹn đính ước giao kết. Nếu có lời mời hồn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm. Có sự hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa nhà có khách đến có tiệc nhỏ có tài lộc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi tính toán đều không thích đáng khó có phương hướng giải quyết không nên mưu cầu những việc lớn lao chỉ đem lại sự thất bại và còn bị vướng mắc lôi thôi đừng tin vào dư luận và những người đến với mình bàn bạc sức khỏe không tốt gia đạo bất an có tin buồn đề phòng rủi ro tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải gặp quý nhân hoặc người trên của mình để hỏi ý kiến hoặc chờ đợi tin tức khác nên ra ngoài xem xét không nên ngồi tại chỗ nhưng khi quyết định thì phải có tính cương quyết mạo hiểm nên hoàn trả tiền bạc đến hạn kỳ hoặc các đồ đạc vật dụng không còn thích hợp trong vấn đề tình cảm nên có thái độ dứt khoát có tin tức hoặc lời nhắn của bạn bè thân nhân ở xa về chuyện tình cảm chuyện của người xưa hạp các nghề nhiếp ảnh vi tính gia công chế biến thời trang siêu thị kiến trúc địa ốc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc dù tình thế có biến chuyển đến đâu thì cũng nên bình tĩnh không nên hấp tấp giải quyết ngày có nhiều tin tức sự việc đến phải lo bận rộn cần phải bỏ bớt những chuyện không cần thiết và chú ý vào những việc quan trọng hoặc những vấn đề đã được định trước hẹn trước có tin buồn cẩn trọng khi di chuyển sử dụng xe cộ máy móc hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc công danh sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn hoặc bất đồng ý kiến. Nên nhẫn nại tương lai sẽ có kết quả như ý. Tử vi tuổi mão Bước sang ngày mới này, gặp được ngày có thực thần ghé thăm mang đến cho bạn tuổi mão có nhiều vận may về tiền bạc. Những người làm kinh doanh buôn bán hay nghề tự do có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự án đầu tư có triển vọng, hứa hẹn sẽ thu về khoản lợi lớn trong tương lai và trong ngày này, chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng có tiến triển mới trong ngày ngũ hành mộc hòa tương sinh này. Đôi bên trở nên gắn bó hơn sau khi vượt qua bao sóng gió thử thách. Đã đến lúc hai người có thể suy tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 20 tháng 11 âm lịch, trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong phòng giã gạo, nơi xây bột, giường và phòng của thai phụ. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm. Có tin về tăng ma, đau ốm, tai nạn và cũng có tin tốt về tình cảm hoặc được người mời dự tiệc, vui chơi. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa có nhiều sự thay đổi bất ngờ khiến cho công việc phải tạm thời bỏ dở, hoặc làm việc trong sự âu lo. Có tin buồn, mọi việc đều không nên tiến hành dễ gặp sự thất bại rủi ro đáng tiếc. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng trong mọi hành động dễ gặp tai nạn, hoặc phải gánh vác những chuyện nặng nhọc hoàn toàn bất lợi. Sự mong cầu về tình cảm đều không tốt. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc chỉ nhận được tin tức nguyên do là người mình mong cầu gặp trở ngại về công việc hoặc có chuyện buồn phiền về tình cảm, hoặc phải đi xa chưa trở về kịp. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng không nên hấp tấp vội vàng tiến nhanh. Không có kết quả. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Mọi việc mong cầu mà có sự chắc trở trước thì có sự thuận lợi sau. Ngày có sự họp mặt hay có cuộc hẹn mà phải đi trong thời gian ngắn hạn. Hao tài về ăn uống, mua sắm, quà tặng. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Có cuộc hẹn cần phải đi hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra. Giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít, ngày có sự họp mặt tiệc tùng gặp bạn vui chơi. Có tài lộc hao tốn về mua sắm, có nhiều người hoặc sự việc đến liên tục bận rộn cả ngày. Kết quả công việc còn chậm, gặp lại người cũ. Tử vi tuổi Thìn ngày mới bắt đầu, với bạn tuổi thìn đang được thầy tử vi chỉ ra rằng, chính quan xuất hiện đảm bảo cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi thìn trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn xử lý mọi việc được giao một cách chu toàn nhanh gọn. Nhờ vậy mà vị thế của bạn trong mắt mọi người được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, với bạn tuổi thìn trong ngày này cũng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, chủ quan trong các quyết định của bản thân. Chỉ cần để xảy ra bất cứ sai sót nào, mọi thứ bạn gây dựng sẽ tan thành bong bóng xà phòng hết thôi xem tử vi cũng cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh điều này làm cho những bạn đang còn độc thân có nhân duyên khá vượng bạn nên mở rộng mối quan hệ của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè đối tác có thể trong số đó sẽ có một nửa dành riêng cho bạn đó đừng bỏ lỡ cơ hội khi chúng tìm đến mình như thế nhé tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa văn phòng mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý có tin về công việc đã kết thúc hoặc có tin mới về việc sắp tới đã được dự tính trước. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ. Không nên hấp tấp vội vàng tiến lên dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên noi lối cũ an phận thủ thường. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn rẻ dặt hoặc có người châm trích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định ký. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng miễn cưỡng bị trách oán cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm tay nghề của mình chưa hẳn đã là phù hợp mọi việc chưa có thể kết thúc nên chờ vào một dịp khác có tài lộc nhỏ hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm giao thiệp tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim công việc dù có khó khăn đến đâu cũng nên tiến hành vì sẽ có cơ hội tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ nên thay đổi tình trạng hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa rời chỗ sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc có tin tức về tiền bạc nhưng chưa đến tay mình nên chịu sự thiệt thòi trước sẽ có lợi sau nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiếp tục tình cảm tốt tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đã đến lúc cần phải mạnh dạn lên tiếng hoặc phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng có khó khăn trước mặt ngày có sự hao tốn về sửa chữa mua sắm có tin tốt về chuyện tình cảm giao thiệp tài lộc trung bình Tử vi tuổi tỵ. Bước sang vận trình ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi tỵ có thể yên tâm về những khoản thu về tiền bạc của mình, khi trong ngày đang có chính tài độ mệnh như hôm nay. Với những cống hiến của bản thân, bạn sẽ nhận được những khoản lương, thường không hề nhỏ. Đây là lúc với bạn tuổi tỵ nên nhìn xa và rộng hơn, đặt những mục tiêu cao lớn hơn nữa. Sự chăm chỉ, kiên trì và nhẫn nại sẽ giúp cho bạn tiến gần hơn đến đích đến thành công mà bạn vẫn hàng mơ ước và trong ngày này bạn tuổi tỵ lại gặp ngày có hòa khí vượng, điều này làm cho bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Trong ngày này, bạn sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến xương cốt, bệnh về thần kinh, đau đầu, mất ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường ngày. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc không có kết quả nhưng vẫn tốt. Nên hãy để tự nhiên. Có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin xa về tình cảm giao thiệp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa, gia đạo ồn ào, bận rộn, tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng thị phi, tranh cãi. Chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy nên suy nghĩ chín chắn trước khi hành động hoặc góp ý kiến. Sự việc sẽ không có kết quả nhanh chóng như mình đã nghĩ và chưa chắc ý kiến thật lòng của mình không bị hiểu lầm. Sự mong cầu về tin tức tài lộc còn chậm ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp hoặc có đình đám, có tin buồn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải nên dè dặt tuy không phải là xấu nhưng thêm một chuyện không tốt bằng bớt đi một chuyện sẽ không có kết quả nên tu bổ, sửa chữa hoặc xem xét lại các việc cũ. Có tin buồn, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này đang có báo hiệu sẽ gặp quý nhân tương hội trợ mệnh điều này làm cho vận trình của bạn tuổi ngọ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính của bạn bạn còn có thể kết giao thêm với những đối tác mới đầy tiềm năng nữa lại thêm trong ngày này đang gặp được thiên tài ghé thăm còn mang đến cho bạn những vận may tài lộc tăng tiến không ngờ cơ hội phát tài nhanh chóng quả thực đã ở ngay trong lòng bàn tay bạn rồi hãy nhanh chóng nắm bắt lấy sự linh hoạt và nhạy bén của bạn khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thán phục. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 20 tháng 11 âm lịch, nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mờ u bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày có chuyện vui nhỏ hoặc có tin tức ở xa. Không nên nhúng tay vào chuyện người khác chỉ đem đến thị phi, tranh cãi. Mong cầu tiền bạc tuy có nhưng không nên tham vọng có tin buồn về tai nạn đau yếu hoặc công việc làm ăn bị thất bại của người thân bè bạn có cuộc đi ngắn hao tài về sửa chữa mua sắm tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm sức khỏe việc làm có sự họp mặt hội ngộ với bè bạn người thân có tin xa có khách người có vai trò quan trọng đối với mình đến tài lộc trung bình tiền đáo hạn định kỳ việc đi lại di chuyển nên đề phòng rủi ro tai nạn nhỏ hoặc đi mà không vừa ý Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Mọi sự đều thay đổi. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ chuyện tình cảm vui chơi giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý vướng mắc vào chuyện mình không thích có tin không tốt ở xa thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh hao tốn về mua sắm tiệc tùng quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên theo đường lối cũ đã đến lúc phải thay đổi mọi việc về phương hướng cũng như về tình cảm ngày của sự đáo hạn đính ước hẹn ước kết thúc công trình giai đoạn có tin xa tiền bạc vào ra thất thường hoặc có mà chưa đến tận tay, nên cố gắng chờ đợi vì có sự chậm trễ hoặc rời hẹn. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngủ hành Tam hội phù trợ, điều này tác động không nhỏ lên vận trình hôm nay của bạn tuổi Mùi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình triển khai công việc. Tuy nhiên, trong ngày cũng đang gặp thiên quan giáng mệnh, nhắc nhở bản mệnh tuổi Mùi cần phải hành xử cẩn trọng hơn, nhất là trong khi giao tiếp với những người có chức có quyền. Chớ vì sự bất cẩn của mình mà gây hiềm khích với đối phương, ảnh hưởng không nhỏ đến con đường tiến thân của bạn trong tương lai. May mắn là về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Mùi lại đang có dấu hiệu tiến triển tích cực khi trong ngày có Hỏa Sinh cho thổ vượng như thế này đặc biệt là với người đang có bệnh trong người nhờ gặp thầy gặp thuốc phù hợp mà tình hình sẽ ngày một khả quan hơn tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có cuộc đi ngắn hạn hoặc có tin tức ở xa không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện không tốt ngày có nhiều sự bận rộn lo âu cần phải giải quyết nên nhẫn nại trong sự giao thiệp gặp gỡ sức khỏe không tốt trong nhóm có người nhiều ý kiến mà không có trách nhiệm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có cuộc đi xa hoặc di chuyển dù có trở ngại chút ít nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc có sự hội họp gặp gỡ đình đám vui chơi có tin buồn có tài lộc tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản sẽ có người giúp đỡ mình và mọi chuyện sẽ qua ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt gia đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ sửa sang mua sắm chữa bệnh mong cầu về tiền bạc còn chậm nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều đi xa bất lợi có tin xa tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến có tin buồn chỉ nên tu bổ sửa chữa mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn có tin xa ngày không nên mưu cầu hoặc giải quyết những việc lớn tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc sức khỏe không tốt có nhiều sự lo âu về công danh, tài lộc cũng như về tình cảm có sự thay đổi bất ngờ, hoặc nghe được tin tức về chuyện này. Có tin buồn, nếu có tiệc tùng đình đám, họ hẹn, vui chơi cũng không được như ý. Hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm, tiền định kỳ. Sự mong cầu về tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi thân. Bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng do ảnh hưởng của cục diện ngủ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, điều này khiến cho bạn tuổi thân trở nên khá nhạy cảm trong ngày. Áp lực tinh thần khiến con giáp này khó kiểm soát được cảm xúc, sự phiền muộn cứ ngày một lớn dần lên. May mắn là trong ngày thứ năm này có được sự giúp đỡ của chính ấn chiếu mệnh nên phần nào đã giải tỏa bớt được những căng thẳng của bạn trong khía cạnh công việc. Với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và sẽ sớm có sự cất nhắc trong tương lai. Tuy nhiên, về chuyện tình cảm của bản mệnh tuổi thân lại không mấy vui vẻ, khi trong ngày có hòa khắc kim như thế này. Sự hiểu lầm giữa hai người cứ lớn dần lên mà chẳng ai chịu nhún nhường. Cứ thế, khoảng cách cứ ngày một kéo xa hơn. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cựa trong công việc, hoặc gặp nhiều sự khó khăn chắc trở. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp, đụng chạm. Nên giữ hòa khí, giao hảo, và biết chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Có cuộc đi ngắn, có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm, tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi Bính thân thuộc mệnh Hỏa. Ngày có tài lộc hoặc việc mong cầu có kết quả nhưng hơi có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài, ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Mậu thân thuộc mệnh Thổ. Còn đám mây mù che khuất mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử Vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Tốt hơn là nên giữ hòa khí, thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần mong cầu về tin tức chỉ nghe những chuyện không tốt hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ ngày chỉ nên làm việc bình thường mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận chưa phải là lúc quyết định tài lộc bình thường có sự mua sắm nhỏ tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim dù có quý nhân bè bạn cơ hội đến đem lại lợi ích cho mình hoặc có tin tốt cũng không nên hấp tấp hành động sẽ không có kết quả trọn vẹn việc cầu tài thì khó khăn phải có sự tiêu hao hoàn trả chi dụng những việc cần thiết đáo hạn nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện Tiền vào nhanh ra nhanh, có món lợi nhỏ. Dây dưa vào chuyện tình cảm một cách sâu đậm sẽ không đi tới đâu. Có sự phật lòng nhỏ hoặc không vừa ý trọn vẹn. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi dậu. Bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng, cục diện tam hợp phù trợ sẽ mang đến cho bạn tuổi dậu không ít tin vui trong ngày công việc trên đà phát triển thuận lợi học hành thi cử đạt kết quả tốt đây chính là phần thưởng dành cho bạn sau những nỗ lực miệt mài trong suốt thời gian qua chưa kể trong ngày này còn có thiên ấn độ mệnh còn mang đến cho bạn tuổi dậu cơ hội để bạn thể hiện được năng lực của bản thân nhận về những sự ngưỡng mộ và thán phục của mọi người xung quanh đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật y học luật sư dịch vụ thì sẽ càng tỏa sáng hơn bao giờ hết xem tử vi cũng chỉ ra rằng, ngày này lại gặp ngày có hòa kim xung khắc, tiếc rằng, chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu lại chẳng được như ý muốn. Có lẽ cũng vì mải mê công việc mà bạn lơ là sự quan tâm đến người ấy. Tình cảm lứa đôi cũng trở nên phai nhạt hơn trước khá nhiều. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều biến động khiến cho công việc hoặc ý định của mình phải thay đổi hoặc tính toán lại. Nên chịu khó nghe lời khuyên của nhiều người trước khi quyết định, hành động. Có tài lộc hoặc có tin tức tốt thuận lợi cho mình có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa. Không nên trần chờ hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm, và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc, nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, có tài lộc, hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa, nên cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, có tin buồn về tai nạn, bệnh tật. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu về công việc làm ăn cũng như về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Trong thâm tâm có điều khó nói với người mình cần giải quyết hoặc gặp trở lực trong vấn đề, không biết tiến hay thoái sao cho thuận lợi. Hãy ngồi yên sẽ tìm được phương hướng vào một ngày khác. Có tin buồn tài lộc dễ hao ngày khó có việc gì mà làm nên tử vi tuổi tuất vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất thầy tử vi chỉ ra rằng trong ngày có chính quan trợ mệnh người tuổi tuất hãy nắm lấy cơ hội thể hiện khả năng của mình ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên sự nỗ lực đóng góp của bạn chắc chắn là điều không ai có thể phủ nhận cánh cửa thăng tiến đang rộng mở ngay trước mắt bạn rồi đó và ngày này thầy Tử Vi cũng cho thấy, về mối quan hệ giữa bạn tuổi tuất và nửa kia của mình cũng trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Ngũ hành hòa thổ tương sinh giúp hai người dần thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chỉ cần cả hai cùng đồng lòng thì khó khăn trở ngại nào cũng có thể vượt qua thôi. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày 20 tháng 11 âm lịch, ngày này được xem là ngày tốt bản mệnh nên khởi công, tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại hay xuất hành buôn bán có lời phụ nữ có tin mừng người đi sắp về nhà mọi việc đều hòa hợp trôi chảy tốt đẹp có bệnh cầu sẽ khỏi người nhà đều mạnh khỏe tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa dính líu vào chuyện tình cảm sâu đậm sẽ không đi đến đâu tất cả chỉ là dự tính hoặc chỉ là tình cảm ban đầu có tính cách ngoại giao lịch sự chứ không phải là thật lòng có tin tức về tình cảm sức khỏe của người thân như sinh nở chữa bệnh hôn nhân kết bạn trong công việc làm nên có sự rẻ chừng, chưa chắc công việc có tính lâu dài, dễ bị bỏ ngang, hoặc phải thay đổi theo kế hoạch khác. Chuyện mong cầu về tiền bạc còn xa, hoặc nếu có cuộc hẹn thì chỉ có tin tức. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Công việc dù tốt đến mấy cũng phải đề phòng mọi chuyện, đôi khi có những sự việc, tin tức xảy ra ngoài dự tính khiến cho phải tạm dừng, bỏ dở. Riêng về mặt tình cảm trong nội bộ gia đạo thì tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, có khách đến hoặc có tin tức của họ thăm hỏi tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mọi việc nên chậm rãi giải, giải quyết và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến hoặc có tin ở xa nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình tài lộc trung bình tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo chớ nóng nảy hoặc buồn phiền khi nghe tin không vừa ý sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay chớ tranh cãi phân giải chỉ nên ngồi yên và chờ đợi hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình tài lộc trung bình có tin vui tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có người khác phái đến nhờ mình hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết vấn đề khó khăn cần phải có sự khéo léo khi nêu ý kiến vì còn những yếu tố khác mà mình chưa biết được chỉ nên làm việc bình thường không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ không có kết quả có tin không tốt của người trên hoặc quý nhân tử vi tuổi hợi bước sang ngày thứ năm này thầy tử vi chỉ ra rằng cục diện hợi tị tương xung làm cho bạn tuổi hợi đang có điểm báo sẽ có những mâu thuẫn bất đồng cứ liên tục nảy sinh khiến cho bạn tuổi hợi khó có thể tập trung vào công việc tâm lý bất an khiến bạn dễ để xảy ra ra sai sót khiến uy tín bị sụt giảm đáng kể lại thêm trong ngày này đang gặp kiếp tài giáng mệnh làm cho bạn tuổi hợi cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc và với bạn tuổi hợi đừng dễ dàng tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác mà đem tiền đặt vào nơi nguy hiểm kẻo lại mất tiền hại thân với bạn tuổi hợi trong ngày cũng gặp thủy hỏa bất dung làm cho mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng không mấy tốt đẹp chiến tranh lạnh kéo dài chính là nguyên nhân khiến khoảng cách hai người cứ ngày một xa hơn nếu không sớm hàn gắn sự giãn nứt đổ vỡ sẽ là điều khó tránh tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng việc như thế nào thì cứ để yên không nên toan tính hấp tấp vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến hoặc có sự hư hại hoặc có tin không tốt không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn sự đi và ở đều khó quyết định tài lộc không tốt tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng ngày có nhiều âu lo ưu phiền có sự trái ý gặp nhiều áp lực trở lực nên đề phòng rủi ro có tin xa hoặc có người giữ tính việc ra đi không nên dính líu đến chuyện thị phi công việc của người làm ơn mắc oán tài lộc trung bình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi ngày có tài lộc hoặc gặp được chuyện như ý tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng nếu có toan tính việc đi xa di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở không đúng hẹn không đúng với dự tính mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân bè bạn giúp đỡ tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy tài lộc tốt tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình nếu có hội họp đình đám nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi mà còn đưa đến phiền lòng chờ đợi tin tức chưa có hoặc chỉ nhận được tin không tốt cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại